Xin chào các em. Chúng ta sang bài mã số ID là 507. Bài toán này là bài toán nằm trong khóa tổng ôn theo cấu trúc đề minh họa năm 2020. Bài toán 36 này thầy mô tả cho nội dung câu 36 trong đề thi. Câu 36 liên quan đến phần điện phân, theo thầy được gọi là phần khó. Thế nếu như phần khó này mà các em không rèn luyện thì vào phòng thi các em sẽ không tự tin để làm được nó. Vì thế mà thầy làm video này để các em có thể tham khảo nó. Đầu tiên là kinh nghiệm trước. Các em để ý hộ thầy là người ta làm hai thí nghiệm là TJ và 1,5 TJ. Thì nhớ hộ thầy là cái TJ này các em chưa có dữ kiện để chứng minh xem là nó xảy ra quá trình nào ở hai cực. Nhưng cái con số thứ hai là 1,5 TJ này các em khẳng định luôn là nó xảy ra cả hai quá trình ở cả hai cực luôn. Vì thế thầy xét trường hợp đầu tiên trước là bằng 1,5 TJ trước. Đó. Thì khi đó thầy có là CuR4 và KCl. Ở bên cực âm này xảy ra hai quá trình đồng và hydro. Ở bên cực dương này cũng xảy ra hai quá trình là tạo clo và oxy. Khối lượng tổng là các em có là 24,94 gram. Người ta cho sẵn rồi. Đồng sinh ra của thầy tăng 6,4 gram, tức là cái này của thầy là 0,1 mol. Như vậy bảo toàn đồng thầy tìm được đây sẽ là 0,1. Bảo toàn khối lượng thầy tìm ra được KCl. Các em lấy 24,94 trừ đi 0,1 nhân 160 chia 74,5. Bấm hộ thầy. Và kết quả là bằng 0,12 mol. Đó. Như vậy cái dung dịch sau điện phân của thầy sẽ gồm có: thứ nhất, S42 trừ bảo toàn lưu huỳnh là 0,1. K cộng không tham gia phản ứng của thầy sẽ là bằng 0,12. Vấn đề đặt ra ở đây là H cộng hay OH trừ? Bởi vì thằng này đã tạo ra là OH trừ, thằng này tạo ra là H cộng. Vấn đề là hai thằng này phản ứng với nhau sẽ có một trong hai thằng dư, nó nằm ở đây. Như vậy để biết nó có H cộng hay OH trừ, các em kiểm tra điện tích, các em thấy là âm lớn hơn dương. Vì thế nó phải là H cộng dư. H cộng này là H cộng dư bằng cái H cộng ở đây này trừ đi OH trừ ở đây, nó còn dư lại ở đây này. Đó. Thì các em bảo toàn điện tích, các em có 0,2 trừ 0,12 là 0,08. Và chính cái H cộng này của thầy, ở đây thầy sửa lỗi cái này một chút xíu. Đây là 0,12 này, đây là 0,08 này. Thì H cộng này của thầy sẽ hòa tan Al2O3. Đó. Và giả sử đây là gọi là X mol đi, thì các em có là H cộng của thầy sẽ bằng 2 lần oxy, tức là 0,08 sẽ bằng 6X. Bởi vì oxy là 3X, từ đó X thì bằng là 0,08 chia 6. Và hoàn toàn tìm ra được M của thầy sẽ bằng 0,08 phần 6 nhân 102, thì ra khối lượng tương ứng. Các em tìm ra được kết quả là bằng 1,36 gram. Đó. Như vậy loại rất nhiều đáp án là loại B và loại D rồi. Cái M của thầy ở đây là bằng 1,36. Tiếp theo xử lý vấn đề thứ hai là vấn đề tìm T. Tìm T. Để tìm được T thì các em chú ý hộ thầy là lúc đó chúng ta phải xét ở thí nghiệm TJ. Một số bạn bảo thưa thầy là em xét ở thí nghiệm 1,5 TJ cũng được. Nếu các em xét 1,5 TJ các em không giải được phương trình nhé. Nó chỉ có một phương trình thôi. Do đó các em không giải được. Do đó các em phải xét tiếp thời gian TJ để các em lợi dụng cái 9,7 gram này. Thế thì TJ của thầy gồm có cái gì? CuR4 biết số mol tìm được là 0,1. KCl tìm được ở trên là 0,12. Đó. Thế thì bây giờ ở âm của thầy chưa biết có đồng và hydro xảy ra hay không. Dương của thầy cũng chưa biết là có clo hay là oxy hay không. Đó. Thế thì nhớ hộ thầy một điểm như thế này. Ở đây người ta nói rằng là TJ giảm 9,7 gram. Các em không có một thông tin nào để chứng minh cả. Do đó các em căn cứ vào cái gì để các em chứng minh bây giờ? Các em cho thầy như sau. Các em nhẩm luôn. Căn cứ vào CL trừ là 0,12 thì số mol E của nó, số mol E của nó sẽ bằng 0,12. Đồng 2 cộng hết thì số mol E của nó bằng 0,2, lớn hơn 0,12. Điều đó chứng tỏ rằng chắc chắn bên này của thầy là có oxy rồi. Như vậy đây là 0,06. Oxy gọi là B mol đi. Bên này của thầy đồng chưa hề biết có hết hay không. Có thể có đồng, có thể có cả đồng và hydro. Do đó các em xét trường hợp một trước, đồng
dư trước. Đó, nếu như mà đồng này của thầy mà nó âm hoặc nó vô lý thì các em xét trường hợp có hero. Bài toán này mất thời gian, nếu các em cứ xét chứng minh rất là mọi người, các em thấy các em xét luôn. Nếu các em tìm ra đẹp thì nó đúng rồi. Thầy có phương trình để tìm ra nó là 64A cộng với 71 nhân cho thầy 0.06 cộng với 32B bằng khối lượng giảm là 9.7. Tiếp tục, bài toán E thầy có là 2A sẽ bằng 0.06 nhân 2 cộng với 4B. Giải phương trình các em tìm AB đẹp luôn, vậy trường hợp này đúng luôn. A của các em tìm ra được sẽ bằng, các em bấm cho thầy luôn đi xem kết quả là A bằng bao nhiêu. Được chưa? Đây thầy bấm luôn ra xem A bằng bao nhiêu luôn. Mo 51 này, 64 bao nhiêu là 32, 9.7 trừ đi 0.06 nhân 71, ok, 2 trừ 4, 0.12, rất đẹp luôn, 0.08, A bằng 0.08, B của thầy bằng 0.01, đó. Sau khi tìm được AB rồi, đề thi yêu cầu là tính thời gian, thì các em áp dụng công thức là IT bằng 96.500 nhân với NE. Y các em biết rồi là 5A, NE của thầy ở đây sẽ bằng là 2A, vậy kết quả là bằng 2 × 0.08. Từ đó các em tìm ra T của các em bằng 3088 giây. Như vậy đáp án trùng với đáp án của đề rồi. Ok rồi, đáp án C. Đó.